Thưa quý vị, việc học trực tuyến với những học sinh bình thường vốn dĩ đã có không ít khó khăn. Với học sinh khuyết tật, hòa nhập, giáo viên lại phải vất vả gấp nhiều lần. Vượt qua nhiều trở ngại những ngày đầu, các thầy cô giáo tại trường chuyên biệt Tương lai Đà Nẵng đã có những cách dạy học sáng tạo để kết nối với các em học sinh. Những ngày đầu triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh khuyết tật, đã có lúc cô giáo Trương Thị Ngọc Hà, người đã gắn bó gần 30 năm với ngôi trường chuyên biệt Tương lai, nghĩ rằng quá khó có thể thực hiện được. Nhưng rồi bằng sự tận tâm, sự sáng tạo trong phương thức dạy học, cứ thế, khung giờ học trực tuyến mỗi ngày đã trở thành sợi dây kết nối bền chặt giữa cô trò. Thì qua cái học trực tuyến đối với trẻ khuyết tật thì nó không có giống như học sinh bình thường. Ngoài cái việc giúp đỡ dạy học cho các em thì các cô còn hướng dẫn thêm cho phụ huynh nữa. Nó có cái đặc biệt là như vậy. Và có một số cái bài học thì đòi hỏi giáo viên phải quay lại những cái đoạn video để chuyển le tải lên cho các em. Khi các em không nhớ được thì các em có thể nhìn lại cái đoạn phim đó, hoặc là bố mẹ có cơ sở dựa vào đó để có thể hướng dẫn giúp đỡ các con của mình. Từ đầu năm học 2021-2022, ngoài trừ bậc học mầm non, việc dạy học trực tuyến được nhà trường triển khai ở tất cả các bậc học khác. Theo các giáo viên, trong việc dạy trực tuyến cho trẻ khuyết tật, phụ huynh có vai trò hết sức quan trọng. Nhà trường luôn cố gắng giúp đỡ, đồng hành cùng các em và đưa ra phương pháp phù hợp với từng cấp học. Trường chuyên biệt Tương lai á, thì có hai đối tượng học sinh. Thì ở tổ những em mà đối tượng học sinh khuyết tật thính giác thì các em theo dõi học trực tuyến rất là tốt. Còn những em khuyết tật trí tuệ thì ở tổ khuyết tật 2 trở lên thì với trung học cơ sở thì cũng tham gia học trực tuyến như các trường ngoài. Các thầy cô gửi bài về cho phụ huynh, hướng dẫn các cách để phụ huynh giúp giùm cho giáo viên. Việc học hiện nay chỉ có thể diễn ra trực tuyến do dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nhưng không phải biện pháp nào dành cho học sinh khuyết tật cũng có thể chuyển được sang hình thức này. Điều này dẫn đến thực trạng nhiều em khó phát triển kỹ năng. Vì vậy, sự đồng hành của phụ huynh học sinh với nhà trường là vô cùng quan trọng để hỗ trợ giáo dục trẻ hòa nhập.